Là FPT, bạn sẽ được hỗ trợ quảng bá hình ảnh cá nhân nổi bật trong đội ngũ. Hỗ trợ chuyên nghiệp hóa hình ảnh cá nhân của FPT trên mạng xã hội. Hỗ trợ bài viết giới thiệu bản thân, sự nghiệp và thành tựu trên website câu lạc bộ Tinh Hoa. Và còn rất nhiều đặc quyền hấp dẫn khác dành cho Tinh Hoa MDRT của AIA. Khẳng định đẳng cấp cá nhân và nâng tầm sự nghiệp của chính bạn. Hãy trở thành MDRT ngay hôm nay.